Nhịp điệu cha cha cha. Trộm bị truy nã khét tiếng đã bị tóm gọn khi đột nhập vào căn biệt thự của nhà triệu phú thích âm nhạc. Cảnh sát ngay lập tức có mặt và hãy cùng tìm hiểu vì sao hắn bị tóm. Chị sẽ tập hát trước. Đến lượt em tập violon. Các chị, đến lượt em tập piano. Hy vọng chúng sắp tập nhạc xong. Ta chịu tra tấn và hành hạ thế này là quá đủ rồi. Này các em, chúng ta hãy tập chê bè hợp xướng nhé. Thôi, thế là quá đủ rồi. Tôi đầu hàng, các người gọi cảnh sát đi. Vụ lái xe trong tình trạng say rượu của ngôi sao Tê Văn Tính đã diễn ra ngày hôm nay. Vô tội, thả người đi, thả người đi. Bị cáo, anh bị buộc tội đã lái xe trong tình trạng say rượu trên phố. Anh có gì để bào chữa không? Tôi phản đối thưa tòa. Tôi bị oan, tôi vô tội. Vì sao vậy? Tôi là một ngôi sao giải trí. Tôi có năng khiếu phân biệt rất tinh tế. Thế là thế nào? Chính nó đã cho tôi biết rằng tôi không hề say, mà chỉ thấm hơi men một chút thôi. Phiên tòa tạm dừng để hội ý. Sau khi hội ý, tòa thấy bị cáo phản biện cũng có lý. Tòa tôn trọng năng khiếu phân biệt tinh tế của anh. Vì thế, tòa không phạt anh 1 tháng tù giam như trước nữa, mà chỉ phạt anh 30 ngày tù giam thôi. Vừa xảy ra trên con đường đá tảng, một người lái xe ôm đột nhiên tự ngã lăn ra đường. Và cái khách trẻ là một cô gái ngồi phía sau cũng ngã theo. Rất may là các xe phía sau đã phanh kịp và không có ai bị thương nặng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về vụ việc. Anh hãy chở tôi đến đường X. Vâng, mời cô lên xe. Mới có 10 năm thôi mà phố xá thay đổi nhiều quá. Mình vớ được một cô gái từ nước ngoài mới về, tha hồ mà chặt chém tăng giá. Vâng, thế cô đi đâu xa mới về nước à? Dạ không, em mới ra tù được vài hôm. Hồi đó em cũng đi cướp xe ôm mà. Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Tâm đã tổ chức một cuộc thi rất đặc biệt. Cuộc thi nói xấu giám đốc, với sự tham gia của toàn bộ nhân viên các phòng ban. Vâng, và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu người quan trọng nhất của cuộc thi, chính là giám khảo, giám đốc Trương Công Tâm. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người cứ nói xấu tôi nhiệt tình vào nhá. Sẽ có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho mọi người. Vâng, và người mở màn cuộc thi đầu tiên, xin mời anh Trần Tiến Lùi, nhân viên phòng hành chính. Em xin kính chào giám đốc, chào toàn thể mọi người trong công ty. Em xin bắt đầu phần thi của em ạ. Tật xấu lớn nhất của giám đốc đó là hay ngủ gật trong giờ ạ. được, phần thưởng của anh đây. Một chiếc cà vạt. Em cảm ơn giám đốc ạ. Vâng, thí sinh tiếp theo, xin mời anh Nguyễn Bá Đạo, nhân viên phòng kỹ thuật. Tật xấu lớn thứ nhì của giám đốc là hay nói lớn với nhân viên. Hay lắm, mời cậu xuống đây nhận thưởng. Một chiếc thắt lưng da hàng hiệu, em cảm ơn sếp ạ. Và cuối cùng, xin mời anh Trương Công Nhật, nhân viên phòng bảo vệ. Dạ, bài thi của em là giám đốc Tâm mặt như mặt mâm, đã thế còn đòi chụp ảnh phải có tâm ạ. Tuyệt vời. Anh được nghỉ phép không thời hạn. Gần đây, loại hình kinh doanh đa dạng các loại khóa đang trở nên phổ biến trên phố Bồ Hòn. Tại đây, các bạn có thể chọn bất cứ loại khóa nào, từ khóa cửa, khóa xe, khóa tủ cho đến khóa quần áo.
Xem đi nào. Cửa hàng có đầy đủ các loại khóa sử dụng trong sinh hoạt gia đình. Điều đặc biệt trong cửa hàng khóa thập cẩm của chúng tôi đó là mỗi một chiếc khóa chỉ được mở bằng một chìa khóa duy nhất, đảm bảo trộm tài đến mấy cũng không thể nào phá được. Cửa hàng của ông có bán khóa quần không? À, khóa quần hả? À, rất là hên cho anh đó nha. Bên tôi là cửa hàng khóa thập cẩm nên mới có đó. Xin mời anh sang gian hàng bên này. Anh muốn tìm khóa quần hay khóa áo? Loại bao nhiêu cm để tôi tìm hộ cho? Tôi tìm được khóa quần phù hợp rồi, nhưng tôi tìm mãi mà không thấy chìa khóa quần đâu. Hôm qua, trận chung kết tranh cúp vô địch giải bóng đá trẻ thành phố Hoa Mận đã diễn ra tại sân vận động Cây Bàng. Theo danh sách các cầu thủ thi đấu hai đội thì tiền đạo Nguyễn Văn Siêu, vua phá lưới của đội chủ nhà, không tham gia trận này. Kỳ lạ thật, vua phá lưới lại không có mặt tại trận đấu quan trọng nhất. Không phải, lạ thật nhỉ? Lạ quá. Xin chào anh Siêu, xin anh cho chúng tôi biết lý do anh không tham gia dự trận đấu quan trọng ngày hôm nay. Tôi đang tính giải nghệ đây. Trời, anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy? Hôm qua, tôi đến ra mắt bố vợ tương lai. Bố nàng đã thay đổi ý kiến ngay khi biết tôi là cầu thủ đá bóng và là vua phá lưới. Trời, ông ấy có nói lý do không ạ? Ông ấy nói anh mà làm rể nhà tôi, gia đình tôi phải phá sản sớm, rằng tôi không hợp với nghề gia đình họ. Thế gia đình họ sống bằng nghề gì mà lại dám chê một cầu thủ siêu hạng, một vua phá lưới như anh ạ? Nghề đi biển. Làng Uchan ở phía xa thủ đô vốn rất yên bình, nhưng thời gian gần đây tình trạng trộm cắp đã lên mức báo động, làm đau đầu các nhà chức trách. Dạ, thưa trưởng làng, tôi thật xấu hổ. Có chuyện gì, cậu cứ nói đi. Dạ, thưa trưởng làng, tôi mới trộm một con bò, phải làm sao đây ạ? Dạ, thưa, tôi mang con bò đến cho trưởng làng nhé. À, không cần. Thật không ạ? Cậu nên mang bò đó trả lại cho người chủ bị mất mới đúng. Dạ, nhưng mà người chủ đó nói ông ta không cần ạ. Vậy thì cậu cứ việc giữ nó lại cho mình đi. Dạ, cảm ơn trưởng làng ạ. Mình ơi, nhà mình mất bò rồi. Kẻ trộm còn để lại giấy đây này. Tôi có nhã ý trả lại con bò nhưng ngài không nhận. Để tỏ lòng cảm ơn, tôi sẽ giữ lại cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Hóa ra hắn trộm của mình. Trường thủ đô La Hèn được biết đến là nơi vui chơi giải trí, một địa điểm tụ tập rất đông người ở thủ đô. Anh đang nhìn gì ấy hả? Hình như có gì lạ trên trời thì phải. Ừ, có gì lạ lắm. Này, bán cho tôi cái ống nhòm của ông đi. Cả tôi không muốn mua. Cả tôi nữa. Bán cho tôi đi. Có đây, tôi có rất nhiều đây, ai mua nào? Có. Cho tôi mua với. Có gì đâu nhỉ? Không thấy gì cả. Này anh, hồi nãy anh nhìn gì vậy? Tôi có thấy gì đâu, tôi chỉ là người bán ống nhòm đang đứng thử hàng thôi mà. Hả? Gian gần đây, lượng khách đến nhà hàng Hoa Hồng gia tăng đột biến, doanh thu liên tục tăng, khiến cho nhà hàng này trở thành một điểm sáng để những nhà hàng ở khu vực Lâm An học hỏi. Ông khách chưa kìa. Dạ thưa ông chủ, xin cho hỏi bí quyết thành công của nhà hàng là gì mà ngày nắng cũng như mưa, trưa cũng như chiều, tôi đều thấy nhà hàng của ông đông khách thế, đặc biệt là khách đôi ạ. Tất cả đều có bí quyết của nó đấy anh ạ. Dạ, là gì ạ? Anh cứ đứng đây, chịu khó quan sát nha. Bí mật của chúng tôi nằm ở cả trong tờ menu ấy. Phục vụ bàn, cho chúng tôi những món ngon nhất trong menu này nhé. Tôi vẫn chưa hiểu thưa ông chủ. Anh không quan sát thấy biểu hiện của đôi nam nữ đó sao? Dạ, cùng một món ăn nhưng bên menu chàng trai nhận với giá đúng, còn tờ menu bên cô gái nhận được có giá tăng gấp 10 lần đấy. Vì thế, trong khi các chàng trai gọi món vô tư thoải mái thì
các cô gái lại lo lắng bồn chồn và tỏ ra vô cùng biết ơn trước sự ga lăng của các chàng trai. Quán chúng tôi vì thế mà ngày càng đông khách và vun vén cho biết bao nhiêu đôi nam nữ đó. Cậu phóng viên ạ. À. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.